đây. Mọi người ơi, vừa mới có một cơn mưa rất là lớn rồi. Mưa thì hiện tại giờ trời bắt đầu tạnh lại rồi. Hôm nay giông tố qua đi trời cũng tạnh lại. Nhưng mà ở trên trời cũng còn rất là chuyển nhiều nha. Trời chuyển rất là nhiều luôn mọi người. Hiện tại giờ có khách mua về, vị khách nữ là mua về ở đây Shopee Food là giao hàng. Ủa em bên Shopee Food hả em? Giờ giao đơn tới đâu ạ? Thành Thái quận 10 luôn hả? Đó, đầu giờ có khách mua giao hàng mọi người. Ở phía trong thì Gia Hưng đang dọn hàng lên ha mọi người. Hôm nay Gia Hưng mặc áo màu xanh nước biển rất là đẹp. Màu xanh gì vậy? Thì giờ cái gì nó cũng xuân sẻ chèn chệ. Cái Lan Hưng rất là đẹp da. Sợ mưa không? Sợ sống sợ anh. Thôi hôm qua hả muốn buồn ngủ luôn. Hôm qua là cái viên sèn nguyên con nữa nha. Không biết tập thứ mấy nữa. Cũng nhờ mấy cái anh chị ở trên tấp ủng hộ á, cộng đồng mạng ủng hộ á. Không bao giờ hôm qua là Thu Phương đẩy nguyên cái này chiến này, không có đẩy về sông Sài Gòn, đẩy về sông Tiền Giang luôn. Trời ơi, hôm qua là thê thảm luôn. Đẩy ông ấy đẩy qua về Long An đi, Long An có vụ án lớn ở dưới á. Ủa vụ gì vậy? Ví dụ cha dượng gì đánh con rồi á. Về dưới cho người ta. Cũng cái vụ đó mới bữa nay. Mới hôm nay. Không biết mọi người có chú ý bằng cái vụ mà hôm bữa chồng mà giết vợ vợ á, để lại 5 đứa con á, cái vụ đó người ta theo dõi nhiều. Cái vụ này thì không biết sao. Nói chung nít thương không hết rồi. Em nói thì không biết sao á trời. Chẳng thà không thương thôi. Chắc mấy người đó uống rượu uống chè hay sao á chứ không. Anh cũng chưa theo dõi, anh cũng không biết nữa. Các thần kinh ta cũng có vấn đề hay sao á. Nhìn anh thân của con cũng biết không, đất mình thương cũng hết. Đúng rồi. Đấy. Nghe cái chứng đặc. Bởi vậy giờ đâu giống vậy anh Khoa, qua anh Khoa nữa mọi người. Qua luôn rồi nha. Qua luôn rồi. Chuyện gì qua cho nó qua. Quê anh ba. Quê đừng có để cái nó. Thì có tiền. Thôi em chiên rồi. Chị lỡ có mấy cục mà à, em chọn món hả? Chọn món hả bác? Dạ. Thôi lỡ rồi. Cảm ơn em nha. Tại chị không dạy. Có phô mai gì? Phô mai cây nữa. Phô mai cây có phô mai que 10 cây. Ờ lấy phô mai. Thôi để em rửa thêm một phần rồi. Chị vô chị lựa cũng giỏi. Này chị dặn qua đây nha. Bé ơi, em ở Đồng Tháp em lên em mua ủng hộ phải không? Nói đúng ý rồi, phải rồi. Ở Đồng Tháp lên mua ủng hộ nha mọi người. Đó thấy chưa? Đó, khách vô lựa mọi người ăn theo như ý muốn là nhu cầu gì đó. Anh Hưng đưa men cho anh giá. Cảm ơn em nha. Cô mê quen. Cái này là thuốc. Mọi người ơi, giờ này dì chất cũng chưa ra nữa nha. Đó, cập nhật tình hình cho mọi người. Dì chất cũng chưa ra. Quán này mới dọn hàng nha mọi người. Đà kiếm dì chất hỏi về ví dụ anh Khoa, tại vì chất là hay chọc anh Khoa đó mọi người. Có gì chất là có bản lĩnh để chọc anh Khoa thôi, chứ ở đây không ai dám chọc anh Khoa nữa rồi mọi người. Chỉ có hai đồ mới dám chọc hai đồ thôi, chứ ngoài ra là không có dám ai dám chọc làm ghẹo nữa. 85 nữa chị. Không cảm gì em nha. Em giờ về Đồng Tháp luôn hả em? Chứ nãy nói Đồng Tháp cũng ừ không? Hai cái bỏ riêng hay bỏ chung? Bỏ riêng. Hay là em mua ủng hộ cái anh chiên không em? Có hay lại ủng hộ cái anh chiên không? Lần đầu luôn á hả? Quan thôi cái anh chiên nóng nè, giờ không? Kiếm mối em kìa. Bỏ để nói giờ không chửi.
Chưa có chồng giữ ai lấy dạ, dạ. Dạ. Chưa có chồng mà giữ ai lấy lăng dữ vậy à. Nói giỡn vậy thôi nha mọi người. Cái làm mấy thường mưa cũng đã tạnh rồi nha mọi người. Thấy có vài giọt thôi. Rồi thì thấy ửng ửng nắng lên rồi đó. Không khí thì mát mẻ. Hy vọng là tối nay không mưa, mát mẻ ra đây ngồi xả chết trò chuyện vui vẻ mọi người. Đó, đầu giờ đã có được một ăn giáp ủng hộ 70 và chị này ủng hộ hết 175.000 nha mọi người. Thì mong bữa nay là buôn bán suôn sẻ. Nói chung em không có cầu mong gì nữa, chỉ cầu mong mỗi ngày bị bán hết đồ gì đó. Đó, nói chung là dạo này tụi em cũng lấy đồ bớt lại rồi, giống như là không có lấy như hồi xưa nữa. Hồi xưa rất là mấy về, nói chung là về là trước Tết là tụi em lấy rất là nhiều. Rồi giờ tình hình buôn bán bây giờ thì giống như chắc sau dịch á, buôn bán nó khó khăn hơn rồi đó. Bây giờ tụi em lấy bớt đồ rất là ít, mà bớt đồ rất là ít nhưng mà không có bằng hồi xưa nữa, cũng quải. Cho nên giờ em cũng cầu mong là buổi chiều mình dọn ra mình cứ bán à, đúng giờ tới giờ về là hết gì đó. Đó, cho mỗi ngày nó cứ vậy đi, nó vui vẻ. Chứ hôm qua hả, thiệt tình là nếu mà không có anh chị Mạnh Thường Quân ở trên nước ủng hộ là thiệt tình là su cà na luôn á. Dạ hơn rồi, em có thấy là em hớt tóc này là đẹp gái hơn là ngày xưa không? Có người, có nhiều người bình luận chưa? Có, còn không, không có ít ai bình luận nhưng mà có nhiều người ta cũng khen. Có nhiều người ở đây nè, chẳng hạn như chị Thảo đâu nè, rồi mấy người ở đây quen ta cũng nói nè. Rồi bên mình thằng em hớt tóc là dễ thương, nhìn hớt tóc này à, dạng nhìn trẻ ra. Cũng mới trẻ ra chứ. Như anh Hưng cũng mới cắt tóc phải không? Đâu có. Trời ơi, nhiều mẫu. Để đâu, để đây hả? Lát tối này. Em gửi. Gì tặng quà cho em đó hả? Không, gửi tặng nó, anh chưa tặng quà, không chịu nữa. À, cảm ơn nha My. Xuất sắc luôn. Cảm ơn em nha. Trời ơi. Cảm ơn mấy My nhiều. Trời ơi, thôi, đồng giờ có quà mọi người. Trời ơi, hết dạ. Tại bữa mấy My nó hứa anh nói ý là ở đây ghẹo nè, nói mai mốt em có tặng chị gì không, nó nói để mai mốt em cuối tuần em bán được bia em bán được này chị nọ em sẽ gửi cho chị tặng chị một cục bia nhỏ nhỏ, tưởng giỡn là ai nhà đến Mỹ đem lại tặng thì thiệt rồi. Chồng có dưới trong đây nè, em vô em kiểm tra đi. Trời ơi, đứng còn ăn ra mọi người đó bia chai rồi, sáu chai ba cái clip này chị cũng cảm ơn My nhiều nha. Đó, My đã giữ đúng lời hứa là tặng chị Gia Hân nè. Sáu chai đó là đủ màu luôn hay sao? Đủ màu luôn anh, đó sáu mùi á. Tối nay tụi em sẽ khui ga và thưởng thức rượu tại đây. Anh hùng mồi được không? Nha. Ok anh, rượu này uống thông xỉn nha mọi người. Nhưng mà anh hùng mồi, tối nay anh hùng mồi được không? Trời, mẹ, ê, cho anh mượn anh đưa quan cái nó tặng cái vô bộ anh nói quan tặng được không? Được luôn. Nào, cầm đi anh. Rồi em tặng lại theo hả? Anh tặng em mà rồi tặng cái mặt không có chân thành. Có cần phải quỳ xuống không? Không quỳ. À, không quỳ thôi. Chân thành là làm sao? Ý là anh phải ở... Gia Hân ơi, anh tặng em nè Gia Hân. Trời ơi, tươi quá mọi người. Ôi, cảm động quá. Tươi sợ mặt lé quá. Trời ơi, mày anh chặn gáy vậy? Thôi làm lại đi, làm lại đi. Anh tặng em nè Gia Cảm ơn nha anh Quang. Thôi mà để tối uống nha mọi người, chứ nói tặng vậy thôi chứ tối uống tối hùng mồi nha. Ủa tối nay uống đây mà. Vậy tối nay anh hùng mồi với em. Được không? Tối nay em muốn bia không? Thôi mà thôi mà em muốn bia vô mắt lé kỳ lắm. Trời ơi trời. Vậy cậu giờ chưa giá bị kỳ cục vậy. Kỳ cục là trời đang bán luôn đó là chưa buôn bán. Khác cái gì rồi. Quang để anh nói bé My tặng cho em thùng nha. Trời, bé My nào, bé My hả? Ờ, bé My á. Bé My hả? Ờ. Ồ, bé My không tặng em đâu. Sao lại kỳ vậy? Ồ, bé My không tặng em. Bé My tặng cho Gia Hân, chả không lẽ không tặng cho em. Ồ. Em dễ thương chết. Ồ, không tặng cho em nè. Để tặng cho
cho Gia Hân là theo kiểu là tặng chị em nha. Đó, tặng theo kiểu chị em, còn tặng cho em á khác nữa. Tại bữa nói giỡn là em đi làm thiệt. Người ta lớn rồi, không lẽ người ta giỡn với em. Có em hay giỡn thôi chứ ai giỡn. Tại cái nãy chị Hân. Tại vì hôm bữa em chỉ nói giỡn với My thôi. Em nói My ơi, em mốt em có gì tặng chị không? Tại bữa bé My nó nói nó làm ở đây khoảng chừng tuần lễ nó nói chuyện chỗ á. Cái nó nói thôi để mốt em đi chỗ khác. Đúng rồi, bởi vậy á, tại vì bên kêu này á là cho mấy bé nữ này nè đứng đây á còn bán được, chứ đưa nam vô đây á gặp Gia Hân với Quy cả trận ngày à. Chạy hết trơn. Em có làm gì đâu. Anh thấy đúng rồi là hôm bữa em chạy kìa. Có bán rồi có ngày. Tên gì? Phú. Ừ, đó biết tên luôn hết chưa? Trời biết tên nhưng mà ý là... Ý là người ta làm có một ngày thôi đó. Em vô có làm gặp gì em đâu. Với Quy thôi đó là ta chạy luôn rồi. Thì người ta lại bắt chuyện với mình, chẳng lẽ mình không nói ông nội. Nhưng mà nói thì nói thôi, làm quá. Trời ơi, không có làm quá. Ngày đuổi nó quá trời. Trời ơi, anh đổi hùa em. Con Quy á, đi mời cái gì á, nắm tay lôi người ta, biết người ta sợ luôn. Em không có nắm tay nha. Em không nắm tay, biết em ghẹo người ta cũng sợ. Em cũng em đâu có ghẹo đâu đâu. Trời ơi, cãi quá trời trời. Tôi hay cãi quá. Anh nhưng mà làm sao mà người ta sợ người ta đi luôn. Thì cái đó là chuyện đó có đúng mà. Không, cái đó thì em đâu có mà đúng là quan em sao ta nghĩ không? Em nghĩ là tại sao. Ừ, đó. Khỏi lý do. Lý do cái gì? Nhìn đúng lý rồi. Do anh đặt ra hả? Đúng rồi thôi chứ lý do gì? Anh nó đáng lẽ hả? Anh phải bị. Anh phải bị gì? Bà chức đâu rồi? Chức thôi. Bà chức hôm nay, bà chức hôm nay cũng không cứu được em đâu. Ủa sao vậy? Mùng năm tháng năm quan ở nhà có tổ chức cái gì không quan? Dạ không, mùng năm tháng năm em cũng không biết ngày mùng năm tháng năm là ngày gì. Tết sâu bọ, Tết sâu bọ quan. Ai sâu mình bọ. Nói chứ Tết Đoan Ngọ mùng năm tháng năm là Tết nửa năm rồi nha mọi người. Chưa gì là cũng nửa năm rồi nha. Quay qua quay lại là Tết nữa. Bây giờ là chúc mọi người trên kênh của anh Thái với lại kênh của anh Hưng Loto LGBT là thật nhiều sức khỏe nha mọi người. Có một ngày mùng 5 tháng 5 Tết nửa năm thật là vui vẻ nha. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, làm ăn được thuận lợi cho mọi người. Ai trên kênh của hai anh thì nhớ bấm một like, một subscribe, nhớ chia sẻ nha mọi người để cho hai anh có động lực để quay tiếp nhiều cái clip hay hơn, vui hơn như là Gia Hân nè, TV nè, anh Ba đồ chẳng hạn. chồng hờ của Gia Hân. Ai nữa? Anh Khoa đó. Thôi. Hôm qua là anh Khoa anh lột áo rồi anh bỏ tu rồi nha mọi người. Đâu áo qua là chú ghế. Dạ áo chú ghế đó. Rồi lấy đơn quá không? Nhiều rồi. Còn Gia Hân hôm nay mùng 5 năm Gia Hân có tổ chức gì không? Dạ không, bữa nay ở nhà em cũng không có cúng kiến á, nhưng mà em biết ngày mùng 5 tháng 5. Thì ngày 5 tháng 5 em chúc cho mọi người xem kênh của anh Thái là kênh của anh Hưng á được nhiều sức khỏe và thành công mọi việc nha. Và mọi người đừng quên nhớ đăng ký kênh giùm hai ảnh nha, anh Thái Sức Sống Mới và anh Hưng Trần Loto GPT nha mọi người. Bây giờ bắt đầu em bán nha bạn. Bắt đầu bán hả? Nhớ không vậy? Dạ. Nãy giờ bốc nhiêu rồi nhớ ai, chưa? Để anh vô anh hỏi coi có chiêu cho em không nha. Bé Vy, Quang nó cũng đòi uống chiêu, nó nói chiêu cũng ngon lắm. Chị Vy anh có vợ rồi sao anh vậy? Đúng rồi, bây giờ đúng rồi. Chứ em cũng nghĩ là nhau có chồng rồi hả? Trời, nhưng mà tụi em với Hân là chị em không? Trời ơi, em với anh cũng là anh em thôi, đâu có gì đâu. Không được, vợ không nghĩ vậy. Trời ơi. Em ơi, đời bất công bởi vì cộng long nó không có thẳng được á. Chồng con á. Con trai 12 bánh nước. Quá trời quá đất. Bây giờ đâu vậy đưa mặt ra không? Đi. Mọi người tự nhiên bị chằn gây là gì vậy trời? 113. Ta đang nói chuyện bên kia. Không có liên quan tới bên này. Bên đây làm gì vậy? Ý là em thấy cái miệng anh bữa nay quá trời rồi. Bị lắc ghê đúng không? Chưa mẹ con.